Chắc hẳn ai khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da, đều mong chúng sẽ phát huy được hết hiệu quả, đem lại kết quả cải thiện làn da tốt nhất. Việc sản phẩm có phát huy hết hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là thời điểm sử dụng sản phẩm. Như vậy, đối với serum Centella, việc kết hợp với sản phẩm nào mới thực sự tạo ra sự khác biệt? Và chúng ta nên kết hợp serum Centella với dòng sản phẩm dưỡng nào để đảm bảo kết quả tốt nhất? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu kỹ trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại serum chăm sóc dành cho da dầu và da hỗn hợp. Trong đó Centella cũng là một loại serum cực kỳ hot tại vì giá cả khá là phải chăng và hiệu quả cũng rất tốt. Và tốt nhất là khi bạn sử dụng serum Centella kết hợp với các dòng kem dưỡng ẩm cho da. Bởi vì thực chất serum Centella là một loại tinh chất ngăn ngừa mụn và tái tạo collagen cho da và loại serum này không cấp ẩm cho da cho nên khi sử dụng bạn sẽ có cảm giác là khá bị khô da. Vì thế các bạn nên sử dụng kèm thêm kem dưỡng có khả năng tăng cấp ẩm tốt một chút nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng thêm một lớp toner trước khi sử dụng serum này, để làn da được cấp ẩm tốt hơn nhé. Đặc biệt là nên lựa những loại sản phẩm tốt và chính hãng để sử dụng, nếu không thì lại bị hối tiếc về sau nữa nhé. Nếu như bạn chưa biết tìm sản phẩm nào kết hợp với serum Centella, thì hãy nhắn vào Zalo bên dưới để nhân viên bên shop sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn nhé. Serum do má Centella hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Centella hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.